Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc hai cái mẫu hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ mà dân mình hay dùng. Đó là mẫu hoành phi chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Và một bộ chúng tôi làm nền trơn và một bộ chúng tôi chặt gấm. Thì ở cuối video chúng tôi sẽ ghép hai bức hoành phi vào với nhau thì quý vị có thể so sánh. Bức hoành phi này chúng tôi làm với cái thông số là dài 2m17, chiều rộng 67 và ván là chúng tôi làm dày 4 phân. Đây là hàng của khách đặt, hàng VIP. Và khuôn tranh chúng tôi làm dày 8 phân. Đây là mẫu thì là mẫu phổ thông nhưng chúng tôi làm kích thước là dày lên. Đây là làm chúng tôi làm hàng đặt cho khách hàng đã đặt hàng trong thời gian vừa qua. Và các bạn đang xem đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng những chiếc máy quật lắp giấy giáp để chà nhẫn cái bề mặt. Khi chúng tôi đục xong thì trên bề mặt gỗ nó có những phần lông thì chúng tôi dùng những chiếc máy như này, chúng tôi sẽ làm sạch. Sau đó để chúng tôi bắt đầu phải đi vào quy trình hoàn thiện. Mẫu hoành phi này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Nó có cái kích thước phổ thông là 1m53, 1m75, 1m97, 2m17 là kích thước phổ thông của chúng tôi. Và nếu các bạn mà muốn đặt lên cái kích thước dài 2m37 hoặc là dài hơn nữa 2m75 thì quý khách phải đặt hàng trước. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bức hoành phi này xung quanh phần khung là chúng tôi làm dày 8 phân, to 10 phân và được chạm tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai. Và bên trong lòng chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, xung quanh chúng tôi chạm diềm chữ công. Bức này là bức chúng tôi để nền trơn, còn một mẫu nữa là chúng tôi để nền chặt gấm. Thì quý khách hãy theo dõi cuối cái video này, chúng tôi sẽ giới thiệu ở cuối video cái bức hoành phi nền gấm. Và phần khung này chúng tôi chạm vào gấm hoa chanh, xen kẽ các cái ô đố này là chúng tôi chạm hoa hồng và long hoa mai. Các bạn đang xem đây là chúng tôi là một cơ sở sản xuất trực tiếp, không qua trung gian. Chúng tôi làm xong mẫu nào là chúng tôi giới thiệu luôn tới quý khách hàng để quý khách hàng cập nhật các cái mẫu mã mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi giới thiệu các cái mẫu mã từ giá thành thấp đến giá thành cao cho quý vị tham khảo. Vì cũng gọi là bức hoành phi nhưng nó rất rất là đa dạng về mẫu mã kích thước cho phòng thờ gia tiên hay là cho nhà thờ thì kích thước nó có thể là thay đổi. Và chúng tôi khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách không nên mua hàng sơn có sẵn thì quý khách không thể biết được các cửa hàng đã làm bằng chất liệu gỗ gì. Thường thì chúng tôi cứ làm xong mộc là chúng tôi sẽ quay lại video clip một lần. Đây là quy trình làm nhẫn từ phần mộc của chúng tôi, sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Có quý khách hàng thì yêu cầu thiếp vàng Đài Loan và có khách hàng thì lại yêu cầu là thiếp vàng ta. Thì vàng ta nó đắt hơn rất là nhiều. Và vàng ta là tính theo cái giá vàng thị trường hiện nay để chúng tôi tính được cái lượng thiếp vàng vào chữ. Đồ gỗ Hiền Lành thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ bằng gỗ đã qua sử dụng. Chúng tôi có mặt trên toàn quốc để bàn giao và lắp đặt cho quý khách. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất hoành phi nhiều nhất cả nước. Trung bình một tháng chúng tôi sản xuất ra từ 100 tới 200 bộ để đáp ứng cái nhu cầu thị trường dùng hoành phi câu đối gỗ ngày càng cao. Chúng tôi cũng báo luôn trong cái video clip này là chúng tôi có thể làm hoành phi ghép với câu đối cong, câu đối phẳng, đó là tùy theo quý khách hàng. Chứ không cứ là chúng tôi cứ phải là hoành phi câu đối phẳng. Thường thì chúng tôi làm hoành phi câu đối cong, hoành phi câu đối long hóa đều được. Đó là do yêu cầu của khách hàng. Và các bạn đang xem đây là chúng tôi chuyển qua làm nhẫn phần câu đối. Câu đối này là câu đối chúng tôi làm dày 7 phân,
hàng liền khối không ghép. Phần rộng là chúng tôi là rộng 28, dài 2m17, dày 5 phân. Dày 5 phân hoặc dày 7 phân, đó là tùy theo quý khách. Như các bạn đang xem đây là chúng tôi làm dày 7 phân. Vì đây là hàng đặt. Bức hoành phi chúng tôi làm ván cũng dày, dày 4 phân. Các bạn đang xem đây là những người thợ chúng tôi đang làm nhẫn. Và phía cuối video này, chúng tôi sẽ giới thiệu hai mẫu hoành phi, một bức là nền trơn và một bức là chặt gấm, còn chữ bên trong là giống nhau. Ba chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt cho quý khách dễ hình dung. Còn một dạng nữa là bức hoành phi chúng tôi làm chữ Hán Nôm nhưng không làm phụ đề, thì chúng tôi sẽ kéo dài cái bản chữ xuống dưới. Như các bạn đang xem đây là bản chữ chúng tôi làm to 35 phân, nguyên chữ Hán Nôm. Và xen kẽ là chúng tôi chạm tứ quý, bốn mùa Tùng Cúc Trúc Mai. Thì quý khách có thể về tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành để xem hàng trực tiếp tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể đặt hàng online qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành vẫn ưu tiên các cái khách hàng ở xa không về được. Quý khách có thể đặt hàng online qua Gmail hoặc qua Zalo. Zalo thì các bạn cứ liên hệ về cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu một. Và trên mình các bạn đang xem đây là mẫu hoành phi chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Nền là chúng tôi chặt gấm để phân biệt với cái bức chúng tôi làm nền trơn, và gấm là gấm chữ thập. Hai bức hoành phi này chúng tôi làm với kích thước là dài 2m17, chiều rộng 67 và ván dày 4 phân, khuôn tranh dày 8 phân. Chúng tôi để ghép vào như này thì quý vị có thể theo dõi được và so sánh được giữa bộ nền trơn và bộ nền gấm. Trong video trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu hoành phi lồng cuốn thư hay là hoành phi làm tai khám thờ. Quý vị có thể vào trang chủ tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi là đơn vị sản xuất hoành phi trực tiếp. Quý khách có nhu cầu, chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc rất nhiều, trung bình một tháng từ 100 tới 200 bộ hoành phi câu đối. Vì chúng tôi được biết là nhu cầu của dân dùng ngày càng cao, chúng tôi đáp ứng ra thị trường rất nhiều. Quý khách cần xem các cái quy trình thiếp vàng thì trong trang chủ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành cũng đã có rồi. Trong video này chúng tôi giới thiệu phần mộc, quý vị có thể xem được rõ các cái chi tiết hơn. Và trong đầu tháng tới này chúng tôi sẽ bàn giao rất nhiều hoành phi câu đối lòng mo cho nhà thờ cũng như là điện thờ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên về đồ thờ cúng, cuốn thư câu đối, sập thờ, ngai thờ và khám thờ. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ tung ra thị trường các cái mẫu bát biểu chấp kích ngựa thờ cho quý vị tham khảo thêm. Chúng tôi nhận trùng tu đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Quý khách hãy ủng hộ chúng tôi, đăng ký kênh và cập nhật các cái video mới nhất. Hoặc liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.